chào các bạn. Chị là một đạo diễn từ nước ngoài về. Ngày hôm nay chị được giao cái trọng trách là chị tổ chức casting cho một cái bộ phim điện ảnh tầm cỡ của nước nhà mình. Chị sẽ chuyển thể một cái vở cái Lương Lan và Điệp thành một cái bộ phim. Và hôm nay chị sẽ cast vai nam nữ chính cho cái phim của mình. Đó. Đầu tiên là chị sẽ cast vai Lan. Rồi mời các bạn vô đi nè. Dạ. Ủa gì chị ơi, tụi em chờ đi giờ sao đâu chạy thọt thọt như vậy? Em ơi ra đi, chị cắt dây Lan em ơi. Dạ thì em cắt, thăm này đi đầu tiên rồi đó, hết ghế luôn đó dạ. À phải em cắt, em lấy chỗ thôi. Dạ. Dạ. Em ơi không có thời gian đâu. Dạ. Em trai, cắt dây Lan phải cắt cục bú nha cưng. Dạ chị Lan. Sao có cục bú dính đây vậy? Nè, các em ơi mình trật tự đi. À bé ơi em giới thiệu đi em. Introduce about yourself. Hello, my name is Mai Wen. I'm from France and I'm come here for casting for actress today. Em dịch giùm chị đi. Xin chào, tôi là Mai và tôi đến từ Pháp và ngày hôm nay tôi đến đây để casting cho nữ chính của ngày hôm nay. Rồi, vậy là em sẽ cast với Lan đúng không bé? Mình hẹn một cái phim khác nữa nha em. Tại vì cái phim này là chị cast với Lan là một cái cô bé thuần túy Việt Nam. Đó. Đâu chị? Đâu, trời ơi chị ơi, bây giờ nếu mà cái phim kinh điển chị làm lại là chị phải có cái mới cho con Lan nước ngoài được. Bạn này bên Pháp bạn nổi lắm á. Cho đóng đi được. À rồi. Bên Pháp nổi xong không ở bển đi về thì đây chị. Ta muốn mở rộng thị trường. Giỏi qua Pháp đóng đi. Chị thấy cái bề ngoài cũng ok rồi, bây giờ chị cho bạn một cơ hội nha, bạn Mai đúng không em? Một cơ Mai, hội. Dạ tin Mai dạ. Bây giờ mình sẽ thử em chỉ thoại cho chị một câu thôi. Xây xem quan cái tình. Khí chất của em như thế nào. Rồi. Để nè em ơi, em cho bạn thoại như thế này cho chị đi. Rồi khỏi đi con biết rồi. Rồi chị thấy không? Em chuẩn bị cho bạn dữ lắm. Ok, say. Điệp ơi. Điệp ơi. Mai anh lên trốn thành đô. Mai anh lên trốn thành đô. Thành đô. Nhà xe rực rỡ. Nhà xe rực rỡ. Rồi, ok. Nói vậy khán giả nào mà nghe. Đúng là không được em ơi, cái câu đâu, như vậy. Chị ơi, cái này là mới đọc cho bạn hiểu thôi. Bây giờ bạn mới diễn nè. À ok. Đó, rồi. Dạ, rồi. Action. Là kiểu này nè. Điệp ơi. Mà anh lên trốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Đó gì đó. Em làm được không? Ok. Điệp ơi, mày lên trốn thành đô. Thôi, em ơi, không có được. Đâu chị ơi, tại vì cái câu này nó dài quá đó chị. Nhỏ này vô diễn mà còn chửi nó thành thó gì. Ê, nó kỳ quá. Bây giờ như vậy nè. Dạ. Bây giờ chị sẽ cắt cái câu thoại nó gọn lại cho em nha. Hai câu mình nói một câu thôi em. Điệp ơi, mày anh lên trốn thành đô, nhà xe rực rỡ thôi. Thì nó cũng khác gì câu nãy. Nói câu đó là... Ủa gì hả? Bà sao quá trời. Rồi, bây giờ chị sẽ nói gọn hơn nha. Em nói là Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô. Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô. Mà phải diễn nha. You need to be acting. Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô. Nói cái nét đó nè em. Nét. Điệp ơi, mai lên trốn thành đô. Dạ. Hay quá. Hay cái gì mà hay? Dạ. Không có gì hay hết trơn á. Thoại dạ. Không có cảm xúc em ơi, phải có cảm chị xúc ơi, bây chứ. Giờ thoại nó lồng tiếng được mà. Bây giờ bây giờ bạn diễn đi, bạn diễn mình lồng tiếng cho. Diễn đi. Ôi mẹ lên trong thành đô bật nô sao. Nô sao? Nô sao? Dạ. Ok, 2 3. Đi ơi, mẹ lên trong thành đô. Đó chị. Không, được cái nét này cũng không được em. Em biết Lan và Điệp của mình, cái cô Lan khi mà đưa Điệp ra mà bến xe tiễn mà cái gương mặt của cổ đầy niềm vui sướng vậy, đưa người yêu mình đi xa mà vui vậy đâu có được em. Ủa chứ không phải buồn hả? Cổ phải buồn nhưng mà nãy chị không thấy cổ buồn. Thôi, không có được đâu chị ơi, tin em đi. Vậy là diễn viên không có chuyên nghiệp. Vậy là không được hả? Thôi chị mời em dự án sau đi nha em không có phù hợp với dây Lan. Bây giờ về đợi chị. À, chị xem xét nếu mà em phù hợp với lại dây Liễu thì chị mời sao rồi chị mời. Ồ, oh, we fail. Rồi, đi ra đi. Thôi về Pháp đi em. Dạ. Về Pháp đi rồi. Dạ, còn cái gì? Dạ em được không? Này em về luôn đi, mai không có dây cục bú mà. Chích càm với bú hoài. Thiệt cái nãy giờ không khí trì trệ ghê á. Em nôn nóng mà khúc đi em ra nè, thiệt luôn á trời. Rồi bây giờ em cắt dây gì nè? Dạ em cắt dây Lan. Thôi về luôn đi em, về. Dạ không. Tức là em diễn được tất cả các loại dây. Nhưng mà em mà vô được dây Lan thì có nghĩa là tất cả các loại dây em đều đóng được hết. Gì là ông vô dây Lan hả? Dây Lan, tại vì cái câu thoại nó bị dính vô cái tâm lý rồi. Nãy giờ ở ngoài kia là em học cái câu đó rồi. Lan của chị không có cơ bắp như vậy. Em đóng được Lan có nghĩa là em đóng được Điệp. Mà đóng được Điệp chắc chắn là đóng được Thí Liễu. À. Mà đóng được Điệp đó có nghĩa là đa nhân cách. Cách một vai cho nhiều vai. Dạ, rồi ok. Rồi em nhớ thoại chưa? Em nhớ rồi. Rồi một câu đó thôi, em chỉ cần một câu đó thôi. Đầy cảm xúc là chị biết em như thế nào rồi. Ok chị hãy tin tưởng cho em. Nên đi anh nước nhà đang chờ em. Ê trai, đóng dây Điệp giùm nha. Ok. Tôi là bé Lan nha, đang chờ đồng hồ đồ này nọ đồ được nha, phụ nha. Chị, sẵn cách em dây Điệp luôn. Dạ. Kêu Lan ơi đi. Lan ơi!
Con Lan người rừng hả má? À, Lan. Anh Điệp, em trốn cha trốn mẹ ra đây gặp anh nè anh Điệp. Anh Điệp ơi, đây là chút tiền mọn từ lâu anh dành dụm. Đúng không? Vô, em vô thẳng câu thoại cho chị luôn. Dạ, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Bỏ đi đi, bỏ đi đi. Anh Điệp, anh Điệp, anh Điệp. Bỏ đi đi, bỏ đi đi. Anh Điệp, anh Điệp. À, trời ơi. Em bị đau bao tử hả? Không, khúc nẹo của mày, ra đi, ra đi. À, trời. Trời ơi, em đã cấn bầu với anh Điệp rồi. Anh Điệp ơi, em sẽ núp chỗ nào để sinh em bé thôi. Để dưới nước em, hãy để vào đây. Thôi mày làm tao lăn quăng, để ở đây. À, trời ơi con ơi, cha con là Điệp đã bỏ mẹ lên Sài Gòn rồi. Anh Điệp, tạm biệt anh. Lúc đó mẹ không còn nữa, lúc đó mẹ buồn quá. Mẹ mới bỏ con giữa đường, chứ mẹ mới chạy tung tăng ra đường quốc lộ. Thì hỡi ơi, rầm, xe cá viên chiên đụng mẹ. Mẹ mới chạy lại con tiếp. Ô con ơi đừng khóc tiếp tiếp nữa nha. Mẹ mới chạy ra giữa đường, đúng xe nước mía đụng mẹ tiếp. Lúc này mới chạy tới, con ơi đừng khóc nữa nha. Mẹ mới từ con thổi, đúng xe lỗ tai đụng mẹ. Em vô cái công của chị đi, vô cái công mà vô rồi đúng. Lúc này mẹ mới ẵm con đó, mẹ mới thả con trôi xong. Tạm biệt con, tạm biệt con. Dạ xong rồi. Trời ơi, diễn viên gì mà bất chấp đạo diễn luôn, thôi không có chuyên nghiệp. Từ nãy giờ em chưa vô được câu thoại mà chị muốn luôn. Nó vô lắm luôn rồi đó chị. Chưa, em rất là vô. Em đồng ý là đi vô đó chị. Điệp ơi, rồi đó rồi. Nhưng mà nó không có đóng được vai Lan. Nó con trai mà. Chị hiểu cái vấn đề vai Điệp. Em về đi, chị sẽ cân nhắc. À, chị thấy nãy giờ em có tố chất lắm luôn á. À, em hoạt ngôn và em thể hiện được đa chiều cảm xúc. Em quá mệt mỏi cái đoàn phim này. Quá mệt mỏi luôn. Diễn như một con điên, thoại như một con khùng mà không cho em đậu vai. Để coi phim mình tới đâu, để không? Để coi chị sẽ nổi tiếng như thế nào. Tôi me chị, tao cũng me mày, để coi mày nổi tiếng tới đâu nha. Đừng có buồn mà, tôi có vai thì tôi giới thiệu cho phim khác. Rồi, em ơi, cái bạn hồi nãy mấy là... người này là diễn viên mà không có cái trường lớp, không qua đào tạo. Con Lan. Tôi về với mẹ con nha. Chị thấy không? Diễn viên mà để quên đạo cụ. Ừ, chị trông đợi vào em đó. Nãy giờ chị thấy em là có em phân tích thì chị nghe. Chị nghe em phân tích là chị sợ liền. Đầu tiên là các bạn nữ kia, Giai Lan mà Việt Nam là không hợp rồi. Rõ ràng không? Đúng rồi. Có bài thoại cái gì mà Điệp ơi là phải hay thì hay, nhưng mà Điệp hơi là sao? Điệp hơi là cái gì? Đúng rồi, cái đó mình sẽ không có lên sóng được. Đúng rồi, làm sao mà lên sóng được. Còn các bạn kia đó, làm sao vô Giai Lan được? Đô quá mà sao chưa Lan được? Quá cơ bắp, đúng rồi. Giờ là bạn diễn đi xa quá, trôi xa. Rồi bây giờ em tập trung cho chị. Chị coi em nè. Bây giờ chỉ còn một mình em thôi, chị trông chờ cho em thôi. Rồi bắt đầu nè, em nhớ câu thoại đúng không? Nãy giờ em chỉ mọi người mà. Rồi, 1, 2, 3, diễn. Em quên rồi chị ơi. Từ nãy giờ em làm lần lượt em chỉ người ta quá trời quá đất. Mà giờ tới phiên em quên là sao? Bây giờ em có cách không? Em có cách về Lan không? Thôi em đi đi, đi. Phim này tôi đóng chính. Phim này một mình tôi đóng Lan Điệp, tôi đóng hết một mình tôi luôn. Dẹp tiệm.